Quang Duy Minh xin chào tất cả bà con cô bác trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ bên trong, ôi ai mà giữ hả? Gì á? Wow. Ai đây? Quá. Chú chị. Đó, cầm rộng luôn đấy. Bây giờ để tốt nha, thấp nha cho cô luôn nha. Dạ. Ủa là quá thì là tuyệt vời luôn đấy. Ủa cô, không có tay. Cô khóc rồi. Không hả? Không hả? Cô khóc rồi. Cảm xúc của cô rồi. Dạ rồi cô, đang đốt cô. Đang chú Thiệu đang đốt nha. Đang đốt cô. Hình như là cô bán vé số hả cô? Cô bán hôm trước cô đi lên một lần rồi mà nó chưa hết vé số á. Dạ. Anh nói không có được vô. Nên cô anh về rồi hôm nay cô cố gắng cô bán hết mà làm cho em lên tỉnh hộ cho bán hết rồi đặng vô gì á. Hay anh giản ra cho cô thắp nhà nhá rồi. Giản cho chú cũng giản ra đi. Giản ra. Bên kia ra, bên kia chứ thắp nhà. Giản ra đi, chú kêu giản ra, chú giản ra luôn. Mấy anh em giản ra, bung ra hết. Bên kia thắp nhà, thắp bên kia thắp đây. Cô dễ thắp nha. Được không anh Minh? Được không? Mình sẽ vô. Thôi được rồi. Khóc luôn. Quá. Quá rằng nó không có quay được gì luôn. Kèo đây luôn. Quá đông mà không có quay được luôn á. Chung là rất là xúc động khi thấy chị. Chú Tiểu là nhiệt tình nhất đấy. Không ai nhiệt tình như chú Tiểu đấy. Ủa cái này có bình chạy không cô? Hay là phải lăn tay cô? Hãy lăn tay. Có bình bình chạy hay nào hết bình lăn tay ha. Có chú Tiểu đẩy cô ra. Đẩy ra là đẩy ra cô. Bán số thì ở trong đó thì có còn số rồi. Cô ngồi đó lâu quá cô mà. Rồi. Chia mát kìa. Chia mát đi. Bây giờ ra đây rồi. Chỗ mát cô chia sẻ cho cô. Lên lại luôn. Rồi, chú Tiểu ơi. Chú Tiểu lô đã xịt rồi được rồi. Cháu hỏi là cái chân cô bị sao mà con thấy nó nhỏ quá vậy cô? Chân cô có tật nè. Cô nhỏ bị cha mẹ đẻ ra đi được. Xong cái rồi tự nhiên cái sốt bại liệt á. Cái chích kim nó rút gần cái là không có đi đứng được luôn. Giờ ở có một mình thôi mà cũng có người thương, cũng có người thì khi dễ rồi làm cho chị, cho cô buồn nhiều lắm. À, cô là bây giờ là lâu nay cô hay coi trên mạng mấy em quay vậy nè, cô coi trong cái điện thoại á. Cô cũng ước ao làm sao mà
cô được lên để cô nói những lời mà cô muốn nói. Mà bây giờ mà không có dịp, bây giờ có dịp thấy người ta đi thăm bánh mộ Vũng Linh, anh Vũng Linh đó, thì cô thấy vậy cô nói thôi nếu anh đi anh phụ hộ cho em vô được gặp mấy anh quay, mấy em mới quay là đưa lên là để cho em muốn nói những gì em nói cuộc đời của em. Thì ngày nay đúng là anh phụ hộ cho bán hết để vô với ảnh. Giờ cô bán hết số hả cô? Bán hết. Thì bây giờ á, cô muốn nói những lời vậy. Bây giờ có dịp mấy em cho cô lên trên mạng cộng đồng á, thì sẵn cô nói luôn là những người mà ăn hiếp cô, những người nào mà ăn hiếp tôi rồi đánh tôi rồi á, là thấy tôi sống tình người tình cảm là lợi dụng tôi hay là khổ quá thì phải nói với tôi, chứ có đâu mà kêu tôi thì lo cho, thí dụ như tôi chơi hụi đi, cái kêu tôi thì nhường cho chơi hốt rồi đóng rồi không đóng rồi để cho tôi đóng. Thì bây giờ có dịp tôi lên nói đây nè, nhất là cô giáo đẹp và chồng, hai vợ chồng thiếu tôi mà không trả tôi còn đánh tôi nữa. Nhì là cô Hồng làm chủ hội ở Đồng Tháp. Thứ ba là cô cái con Ngọc làm chủ hội những giật của tôi. Tôi khổ quá mà giật của tôi làm chi vậy, lừa tôi làm chi, trong khi tôi là người tốt, tôi giúp cho có công chuyện ăn chuyện làm mà quay lại lừa tôi, phản tôi, bây giờ để cho tôi khổ, giờ tôi khổ lắm đó. Bây giờ nếu như mà còn lương tâm á thì nghe tôi nói đây á, thì làm kiếm tiền đi về trả cho tôi, không trả một lần trả nhiều lần cũng hết, thì con người mình nó mới nông nổi. Còn nếu mà lừa tôi dễ dàng quá, không dễ đâu, là sau này đời con là cháu khổ lắm á. Tôi nói về nhiều người lắm mà tôi nói chung chung hai người thôi, là những người khác á tôi chưa nói tên ra thì tự hiểu tự nghĩ đi, tự nghĩ mà lo mà trả cho tôi đi đó. Thì mấy người đó là ở đâu cô, mà cô ở đâu rồi cô tố cáo mấy người đó vậy? Ở đây luôn nè con, ở Bình Dương này luôn hả cô? Ở huyện nào, xã nào cô? Cái hai vợ chồng cô giáo á, đẹp á, là ở ngay chỗ xã Vĩnh Tân đây nè, phường Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp. Cô giáo mà sao kỳ vậy, à, nhà cô vậy? Cô giáo đó, mọi người cô đặt mà, nhưng mà cô chỉ nói hai người thôi, còn nhiều người lắm là cô cũng không có nói hết tên ra. Thì bây giờ là những người nào mà tôi chưa nói tên á, mà có thiếu tôi nên trả cho tôi đi. Đặng á, đời mình thì nó chưa khổ đâu, nhưng mà đời con rồi cháu mình nó khổ, tội nghiệp cho nó lắm. Thì là nên nghe lời tôi đi. Thí dụ như có thì trả nhiều, không có trả ít, trả nhiều lần nó cũng hết. Con xin chắc là lời cô là có ý là cô lên là cô thắp nhang cho chú Vua Linh, lên bộ thắp nhang cho chú Linh. Và ý thứ hai của cô là cô muốn lên đây để cô tố cáo cái mấy cái người đó. Nếu mà mấy người đó nghe được là phải trả nợ cho cô, hay là ý cô là muốn sao, cô phải nói rõ ràng lên tí xíu nữa. Ý cô là thứ nhất là quan trọng, cái nhất, là thắp nhang là bến mộ anh Linh nè, thắp nhang cho ảnh. Dạ. Cái thứ hai sẵn dịp đây là để muốn gặp mấy người đó mà không sao gặp được, người ta trốn, cô luôn hả? Người ta trốn mà có người còn ở đây luôn nè. Mấy người là cô nói mấy người đó, người nào mà hiếu cô á phải trả lại cho cô, nếu không trả một lần được thì trả nhiều lần, trả từ từ nó cũng hết. Thì đời con đời cháu mình sau này nó mới được sung sướng, nó mới được tốt đẹp. Còn á hả, mình là đời cha đời mẹ, mình đừng nghĩ mình lừa, mình đâu có bị cái gì, mình đâu có bị gì, nhưng mà đời con đời cháu mình nó sẽ bị. Mà cô là cô không muốn ai bị cái gì hết á, cô muốn ai cũng tốt đẹp hết á đó. Ví dụ như á có khổ hơn cô á, sẵn sàng cô cho
có cho một nửa hoặc bao nhiêu phần đó. Hết thì không còn giấy số không? Không. Hết bán hết. Thì chắc ở đây thì chắc mà cô ở gần mấy con đăng lên thì cho mong những cái người đó để thấy được cái câu chuyện của cô và trả tiền lại cho cô ha. Rồi cái số nợ mà khoảng bao nhiêu tiền cô? Giờ cô nhiều, nếu mà bây giờ mà tính ra mà nó chịu trả hết không mua được cái nhà luôn á, là bây giờ cô có hai nhà đều bán hết trơn để lo cho mấy người đó. Vậy là bây giờ cô ở nhà thuê hay sao cô? Cô ở trọ. Giờ cô khổ lắm. Câu hỏi cô này, cái lời nói của cô là đúng, chắc chắn là 100%. Đúng 100%, có giấy tờ luôn. Có hình người đó luôn. Nếu mà không có làm sao cô dám nói ra cái thứ nhất sau này không có thì cô là ảnh hưởng, cô là cái người không có giá trị. Dốc nói láo không có giá trị. Cái thứ hai là cô nói ra để cho cha mẹ thiếu cô thì để cho đời con cháu người đó cho nó tốt đẹp, nó sung sướng. Cô con cháu người ta cũng như con cháu của cô vậy đó. Cô muốn cho nó tốt đẹp chứ không, cô không muốn nó khổ. Nó cha mẹ làm cha mẹ đừng có mà làm như vậy con cháu mình nó khổ. Cô muốn con cháu người ta khổ, con cháu người ta cũng như con cháu cô khổ. Cô không bao giờ, cô đã bị tật, bị què, bị xấu rồi mà cái những lời nói hay là cái tâm nguyện cái gì đó mà cô xấu thì nó đâu còn giá trị. Mình đã què đã xấu rồi, hãy giữ nhân phẩm giá trị của mình cho nó đúng sự thật thì nó mới có giá trị. Mình đã xấu rồi mình nói những lời không đúng thì nó còn xấu hơn cái bản thân mình luôn. Thì mình sống với ai, mình còn sống với ai. Cũng mong cho mấy cô chú đó thấy được con, nếu mà nghe được lời cô nói con bịa ra làm cái gì, con bịa ra cô ăn cô được thêm đồng nào mà cô nói người ta thiếu cô là bao nhiêu cô thì bây giờ là vợ chồng bà cô giáo là đẹp ở Tân Hiệp là thiếu cô trên 100 triệu. Mà thách cô đi thưa, đánh cô đi thưa, cô thách rồi cũng không trả luôn. Cô thua rồi, thắng rồi luôn. Thắng rồi luôn mà cũng không trả luôn. Có sao mà không trả, thua thắng rồi mà không trả là sao cô? Cô nói nghe nó có cái gì phức tạp ở đây á. Có nghĩa là bà ký ba miếng giấy, bà ngồi bà ký, cô thấy đàng hoàng luôn. Chứ đâu phải bà vô nhà bà ký, bà cầm ra thì nói là bà giả mạo ai ký. Bà ngồi bà ký cô thấy luôn. Đến khi thưa bà cãi là bà không phải chữ ký của bà. Thì bả thì nói đúng, bả thì không bao giờ bả nói sai, nhưng mà bả nghe lời chồng bà con bả xúi bả. Thì công an kêu chị cô là đóng 5 triệu để giám định chữ ký. Thì cô đóng vô thì giám định nói là 2-3 chữ ký này chỉ có một chữ giống, hai chữ không giống. Bây giờ ví dụ như bả ký chữ T thường đi. Thì bây giờ cứ kêu bà cái đó này theo như con như này cô, cái đó bây giờ không quan trọng đâu, quan trọng là bây giờ bên công an xử ra kết quả nó là như thế nào thôi. Là thì đang nói cho hết, nói phải nói cho hết là nó nói là công an nó chỉ có một chữ giống thôi, cho nên xử cho cô cái miếng giấy 40 triệu á, giống á là trả cho cô. Trả cho cô, còn hai cái miếng kia là 70 á, là không, một miếng 71 triệu, miếng 40 là nói không giống thì không xử cho cô là thắng. Vậy là có trả cho cô là 40 triệu. Thắng cái miếng 40 nhưng mà cũng không trả luôn. Là cô mới lên thi hình án, cô nói quất nó làm việc á thì người ta nói nó chơi ít, nó không đi lấy cho cô. Dạ đó. Bên quất là gì cô? Quất là người làm thi hình án, thi lấy tiền án về cho cô mà nó không đi luôn. Ít quá không đi mà hỏi đi, hỏi nó thì nó nói bữa nào con đi cho, mà nó không chịu đi. Rồi giờ hỏi người ta, nó nói tại ít quá nó không đi. Cái này cô không nói bằng miệng được, cô phải gỡ đơn và để lên chỗ rồi. Đơn tòa án xử thắng rồi cô cầm bộ hồ sơ cô đưa lên thi hành án. Bây giờ nếu mà cô đòi nữa mà người ta không đưa cho cô nữa, cô tiếp tục làm cái đơn, làm cái đơn mà trình bày cho người ta là đã thắng nhà, rồi. Cô nói chuyện đàng hoàng, cô nói anh thầy cô ơi, bây giờ trả cho em đi, không trả nhiều một lần được thì trả nhiều lần cũng hết. Đừng có để em khổ, là anh chị mai mốt khổ hơn em.
Vâng, quý vị thì vừa rồi thì mình nghe cái câu chuyện của cô đây thì nó có cái khuất mắc gì đó quý chú anh chị, mình nghĩ rằng nó không có rõ ràng. Nhờ bên cái này thì nói chung là bên dính dáng với bên pháp luật cho nên là Duy Minh cũng không có muốn mà tìm hiểu sâu thêm. Nếu mà tìm hiểu thì Duy Minh phải tìm hiểu ở ngoài xong rồi mới chứ thấy cô chia sẻ nó mâu thuẫn quá quý chú anh chị. Thôi bây giờ thì bỏ qua điều đó đi. Duy Minh vô đây thì thấy có hai ba vị khán giả nào quý chú anh chị đang đến đây để thắp hương cho chú nè. Hai vị khán giả từ đâu đến nè, đây là quý chú anh chị. Anh yêu làm gì vậy, kiếm tấm shop cái gì vậy? Shop chiều nay đầy hoa vậy ha. Ồ, mấy chị này cô bác ở đâu đến dữ vậy nữa. Ồ, bên đây là nhạc lớn quá quý chú anh chị ơi, nhạc lớn quá. Chú từ đâu đến hả chú? Dầu Tiếng. Dầu Tiếng hả? Chú đi, chú xuống đây với gia đình hả sao? Đi đám về ghé. Đi đám về đây ghé đây luôn ha. Đi đám cưới. Dạ. Về ghé thăm anh Vũ Linh chút. Dạ. Có thắp nhu cho chú chưa? Trong rồi, mới trong rồi. Dạ, chú đi chung với mấy anh chị bên đó đó hả? Ừ. Với mấy cô này phải không? Dạ. Mấy cô cũng trên Dầu Tiếng xuống hả mấy cô? Đi đám cưới về ghé. Gì hả? Ngang cho chú rồi chưa? Dạ. Hôm nay đến thấy mộ của chú sao cô có thể chia sẻ về cảm xúc của mình không cô? Rất là đẹp. Đẹp ha. Bà con tới lúc nghe có trời mà. Dạ. Hồi sáng giờ có rất nhiều bà con. Nghe nghe quá. Đó, dạ. Chú Giang Châu là bên kia cô. Chú đứng đây. Giang Châu là ở phía sau này. Bên kia đó, bên đó đó. À, đây là chú Hồi Sa. Thanh Tú. À, ấm cô Bích Liễu có lên á. Vợ của chú Thanh Tú á. Có lên đây. Mấy cô đi đám cưới rồi ghé đây để thắp hương cho nghệ sĩ Tú Du Linh với cô Thanh Kim Huệ nè quý chú vậy. Hôm nay đến đây cô chú thấy là mẫu của cô Thanh Huệ với của chú Vũ Linh sao chú? Mẫu chú Linh chưa có hoàn tất. Dạ. Chưa thấy không biết sao. Dạ. Thanh Kim Huệ rất đẹp. Dạ đúng rồi. Đó lịch sự nhưng mà cái ở đây thì cái nghệ sĩ nó làm màu đẹp lắm. Dạ. Chứ phải như ở mình. Dạ. Mộ của chú Vũ Linh thì nó chưa xong nhưng mà thấy cái khung cảnh hoa không thì chú nghĩ sao chú? Khung cảnh hoa thì rất đẹp, nói chung là rất mãn mộ. Dạ. À, nhưng mà chưa có xây xong thành cái mộ. Cho nên mình chưa biết cái nó đẹp xấu ra sao. Đến lúc mà xây xong chú có xuống đây viếng nữa không chú? Nữa. Nữa ha. Dạ. Dạ. Chú đi xe với mấy cái anh chị ngoài đó đó hả? Chú đi xe trắng bên kia. Dạ, anh trắng nha. Dạ. Chú nói là bà xã chú đâu? Đây. Bà xã chú là đây ha. Dạ. 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 Phải. Tôi nghĩ là hâm mộ. Dạ. Hâm mộ. Đây bữa đưa đi coi với đây là tụi tàn che lắm không? Lúc đem chú lên lên đây là chôn là chú có đến đây. Dạ. À cái nhà chôn á. Nhà chú đất á. Chú có vô được tới đây không chú? Tới đây luôn. Đứng đây coi hạ nguyệt luôn. Gì hả? Ừ. Tới giờ này lại lần nữa lần hai. Dạ. Lần thứ hai ha. Chú đến là lần thứ hai, chú có thấy khác biệt gì nhiều không chú? Thì có khác là vấn đề chinh hoa, quả đủ thứ đẹp. Quả đẹp hay chú? Ừ, nhưng mà mã mồi thì mình chưa biết sao. Vậy giống như một cái vườn hoa thượng quyển vậy ha chú? Đúng như vậy. Dạ. Còn là hoa không luôn, mà hoa khủng không luôn á. Dạ. Cái nhiều là mình cũng ham mộ Vũ Linh. Dạ. Cho nên là mình đi đám thì mình ghé thăm. Dạ. Đó, rồi đó. Chú nghĩ rằng là mấy những mà bà con cô bác mà tặng những cái lãng hoa này nè, nó có cái ý nghĩa gì không chú? Có chứ. Dạ. Tặng cái hoa là người ta tôn trọng. Đúng rồi, tại vì biết sao mà con hỏi chú cái này không? Ừ. Tại vì có một số comment là nói là tặng cái này nó lãng phí quá.
nhưng mà thật chắc tụi con á thì không nghĩ như vậy mà giống như chú gì đó, đúng không chú? Người ta tôn trọng, người ta phải tặng quà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. À, người ta là như là người ta thái cái giọng ca của mình. Dạ. Cho nên người ta mới tặng quà tặng đồ. Dạ. Ừ, nó còn... cũng có một cái nghĩa gì ha chú? Có nghĩa chứ. Chứ còn không tặng quà cũng đâu, chú đi không tặng quà. Dạ. Nhưng mà cái tấm lòng. Dạ. Tấm lòng là cao cả. Dạ. Nhưng mà tặng quà lại cả tô điểm thêm cái sắc màu ha. Cái đẹp thêm, về đẹp thêm. Dạ. Tô điểm cho cái Vũ Linh. Dạ. Thôi thôi về nha. Dạ con cảm ơn chú ha, đã chia sẻ nha chú. Rồi mấy bay, chúc cô chú về Thượng Lô mình ăn nhiều sức khỏe. Sức khỏe là vàng ha cô chú. Chúc sức khỏe là được rồi, còn mấy cô chú có vàng sẵn rồi. Không biết cô chú anh chị rồi có thể thấy là những cái lời chia sẻ chân tình của chú đây là có biết được rồi. Thì nhiều cô bác thì nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà thật sắc thì theo như Duy Minh chia sẻ đây thì Duy Minh thấy là nó có cái ý nghĩa rất là sâu xa luôn quý chú anh chị. Những cái lá hoa là rất là đẹp, tô điểm thêm cái màu sắc ở tại tại mộ chú, nó như là một cái vườn hoa thượng quyển ở mộ chú, nó rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Thì bà con đến đây thì thường thường cũng là ghé nán lại thắp hương xong thì cũng chụp lại những cái lưu niệm, những cái hoa thì có những cái hình nữa nó kèm theo của chú thì nó rất là ý nghĩa luôn. Thì một lần nữa thì Duy Minh cũng xin rất là cảm ơn tất cả bà con cô bác đã gửi những cái lãng hoa cho đến giờ này thì rất là đẹp, vẫn còn rất là mới và đẹp luôn quý chú anh chị. Một lần nữa thì xin chúc cho bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe. Thì video chia sẻ đến đây thì nó khá là dài rồi, nếu bà con thấy những cái lời chia sẻ của chú đúng như suy nghĩ của Duy Minh cũng đúng thì hoặc là sai gì đó thì hãy để lại comment để cho Duy Minh biết suy nghĩ của bà con như thế nào. Thì tới đây thì Duy Minh xin kết thúc video và xin chúc cho tất cả bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn bà con lại một cái video tiếp theo ạ.